người ta thường nghĩ rằng những câu chuyện cổ tích dành cho thiếu nhi, vậy nên chúng thường trong sáng và nhẹ nhàng. Tuy vậy, để mang nặng tính răn đe, nhiều câu chuyện cổ cũng ẩn chứa những tình tiết hoặc hình tượng nhân vật cực kỳ rùng rợn. Dưới đây là 5 câu chuyện cổ tích Việt Nam đã từng là nỗi ám ảnh của không biết bao nhiêu người. Xưa kia có một vị hoàng tử nhỏ tuổi, với người mẹ mù lòa của mình, bị vua cha đuổi ra khỏi hoàng cung. Hoàng tử thương mẹ lắm, cậu quyết tìm cho được phương thuốc để chữa trị và giúp cho đôi mắt của mẹ sáng lại. Muốn như thế, cậu phải tìm đến hang động của một mụ yêu tinh mù lòa đang điều chế thuốc sáng mắt. Đây là một hang động nằm ở nơi không người sinh sống, u tối và đầy ẩm thấp, xung quanh được trang trí bằng những sọ người. Bước vào hang, hoàng tử chạm mặt với mụ yêu tinh. Hỡi ơi, dung nhan của mụ mới thật là ám ảnh. Làn da xanh nhợt nhạt với những nếp nhăn o ép nhau xuất hiện trên khuôn mặt không lấy gì là đẹp đẽ. Đã thế còn được phụ họa bởi mái tóc trắng dã cùng với đôi mắt đỏ ngầu, cứ trực trợn tròng lên mỗi khi nói chuyện. Thân hình mụ thô kệch, tay chân thì cứ loạn xạ cả lên, tạo nên một điều bộ vô cùng quái dị. Mụ yêu tình do không nhìn thấy rõ nên lầm tưởng cậu bé là cháu của mụ. Bà ta nâng niu và chăm sóc cậu hoàng tử với đủ món sơn hào hải vị như chuột cống, thằn lằn, ếch nhái. Được một lúc, cậu bé trông thấy ở hang có một đôi mắt đẹp mà mụ yêu tinh đựng trong một cái hũ. Chờ khi mụ yêu tinh điều chế xong thuốc thì có thể giúp bà ta sở hữu đôi mắt này. Nhờ một chút mưu mẹo, cậu bé đã đánh cắp đôi mắt để đem về cho mẹ của mình. Tới đây người ta phát hiện ra một sự thật kinh khủng đã xảy ra trong quá khứ. Mẹ của hoàng tử là một người dân thường xinh đẹp, được chế định sẵn là sẽ cưới đức vua. Tuy vậy mẹ con yêu tinh đã quấy phá, khiến cho đức vua đuổi cổ nàng đi. Trên đường lang thang, người phụ nữ được một bà lão hom hem giúp đỡ. Bà dìu nàng về nhà và cho nàng uống một ngụm nước. Vừa uống xong, cô gái bỗng chóng mặt, trong đầu chỉ văng vẳng tiếng cười đáng sợ của bà lão tốt bụng kia. Hóa ra bà ta chính là một yêu tinh giả dạng. Điều khiến cho bọn trẻ con thời đấy sợ nhất có lẽ là cảnh bà lão móc mắt mẹ hoàng tử, và chính phân cảnh ấy đã đi vào huyền thoại của bộ truyện cổ tích này. Tiếp theo cũng là chuyện về một mụ yêu tinh. Tuy nhiên ở lần này, đối đầu với mụ không phải là một đứa trẻ nữa mà là một bầy trẻ. Nội dung chỉ có độ dài hơn 30 phút, khá ngắn so với các câu chuyện cổ tích Việt Nam khác, nhưng lại mang màu sắc vô cùng ám ảnh. Trong bìa rừng kia có một mụ yêu tinh hung ác, chuyên ăn thịt sống. Ai xổ số bước vào lãnh địa của bà ta đều không thể toàn thây trở về. Một đám trẻ con rủ nhau vào rừng sâu để hái nấm, rồi lạc lúc nào không hay. Xui xẻo thay cho bọn trẻ, chúng rơi vào địa bàn của yêu tinh đang đói khát. Dù vậy, lũ nít lẻ lại chẳng lấy gì làm sợ sệt. Đứa lớn nhất trong nhóm bèn nảy ra trò nghịch ngợm, trộm đồ ăn của mụ rồi bỏ lại xương. Lúc tỉnh dậy không thấy món ngon đâu, mụ yêu tinh tức lắm. Bà ta lùng sục khắp nơi và bắt gặp lũ trẻ đang trốn trên cây. Và thế là sau một trận giật đuổi diễn ra trong cánh rừng sâu, không kinh hãi làm sao được khi giữa rừng sâu xuất hiện một bà lão tóc tai rũ rượi, nụ cười quái dị cùng tư thế cong vẹo, bò tới để săn con mồi. Và đó cũng là một trong những hình tượng bà kẹ ám ảnh tuổi thơ của không ít người. Có vẻ như việc lạc vào rừng là một cách thức hiệu quả để gặp quỷ. Trong câu chuyện này, một cô gái cũng lạc trong rừng, có điều là vận may của cô đã đến. Có cô gái nghèo kia, tuy gương mặt rất xinh xắn, nhưng lại có một cục biếu to ngay mặt. Dù vậy cô cũng không lấy gì làm phiền lòng, vẫn vui vẻ với cuộc sống và phụ giúp bố mẹ. Trong một lần hái nấm, cô vui chân quá, bước vào rừng sâu, quên bẵng trời đã ngả về chiều. Đến nửa đêm không thấy con đâu, bố mẹ và cả làng đều lo lắng chạy đi tìm. Còn về phía cô gái, trong lúc đang thu mình vào một hốc cây cổ thụ để nấp qua đêm, bật ra cô nghe vang vẳng thấy một tiếng động lạ. Lần theo âm thanh ấy, cô gái trông thấy một làn khói lạ bốc lên. Giữa trời đêm lạnh lẽo, giữa ánh trăng tròn trời không mây, xuất hiện những hình thù đáng sợ đang nhảy múa tưng bừng. Đó là những người hình dung dị thường, ăn mặc khác lạ, có những bộ mặt đen đủi đầy những lông lá gớm ghiếc. Chúng cùng ca vang một điệu nhạc kỳ quái và ma mị. Lũ quỷ trông thấy cô gái và rủ cô vào chơi, hát cho chúng nghe. Đến khi trời sáng, chúng định rủ cô gái đi cùng. Lúc này cô mới từ chối vì bảo rằng bố mẹ đang đợi ở nhà. Thế là bọn quỷ quyết định sẽ giữ một vật lại làm tin. Thấy trên mặt cô gái có cục biếu, nghĩ là thứ quý giá nên chúng lấy luôn. Khi biết tin cô gái nghèo mất hẳn cục biếu xấu xí trên mặt, một cô nàng giàu có cũng có cục biếu quyết định giả thành cô gái kia và bước vào hang ổ của bọn quỷ. Nhưng vì thái độ láo xược, bọn quỷ không thích cô ta, chúng bắt cô hát cô không hát, đã thế còn chửi mắng bọn chúng. Vậy nên cả bọn quyết định trả lại cho cô cục biếu còn lại. Thế là cục biếu trên mặt cô gái giàu đã không biến mất, lại còn được khuyến mãi thêm một cái nữa.
cái kết của câu chuyện, không ai biết cô gái giàu kia sẽ như thế nào, chỉ nghe thấy tiếng vang khóc của cô giữa trời đêm mà thôi. Những câu chuyện trên tuy có các tình tiết ghê sợ, nhưng chúng vẫn là chuyện dành cho trẻ em nên mọi thứ có phần đơn giản. Người học trò và ba con quỷ thì khác. Một câu chuyện cổ tích có cả các yếu tố tâm linh như quỷ giả người, nhập hồn và cướp xác. Một người đàn ông mang về nhà tặng cho con gái một bông hoa rực rỡ, có ba màu hết sức kỳ lạ, nhưng mùi hương hoa thì cực kỳ nồng nặc. Cô con gái chịu không nổi nên ông đem ra phía sau vườn. Đến nửa đêm, bông hoa hiện hình là ba con quỷ xanh, đỏ, trắng. Đợi lúc hai bố con ra ngoài, lũ quỷ hiện lên và ám cho mọi vật trong nhà đều trở nên đảo lộn. Về tới nhà thấy mọi chuyện không lành, ông bố mới đeo cho con gái một sợi dây chuyền đỏ bình an. Ban đầu, lũ quỷ chỉ định hiện lên phá phách cho vui, nhưng khi trông thấy cô con gái xinh đẹp quá, chúng liền có âm mưu chiếm lấy và nhập hồn vào thân xác cô gái. Vì vậy, cả bọn hóa thành một cái then cửa cài trong phòng ngủ cô gái. Rồi đợi khi nàng đi ngủ, chúng triệu hồi phép thuật để trục xuất linh hồn của cô ra khỏi thể xác. Kế hoạch của bọn quỷ bỗng chốc tan tành khi sợi dây chuyền trên cổ của cô đã ngăn cho chúng không thể nhập hồn vào được. Có điều là, linh hồn cô gái đã xuất ra, không cách nào quay trở lại với thể xác của mình, nên cô nàng cứ nằm đó mãi mà không thể tỉnh dậy. Ngay tại lúc đó, có một anh học trò xin tá túc qua đêm để có sức lên đường đi thi. Bước vào căn nhà rắn đầy bùa chú, anh chàng không khỏi thắc mắc. Ông bố buồn rầu kể lại sự tình, cô con gái của mình không biết thế nào mà hai ngày nay cứ mê man mãi không tỉnh. Không ăn không uống thế này thì chỉ thời gian nữa thôi chắc là chết thật. Cuối cùng, nhờ tài trí của mình, anh học trò cũng tìm ra cách khiến hồn cô gái trở về. Hôm sau lên đường, chàng học trò dự định sẽ mang cái then cài cửa đi đốt, hòng diệt lũ quỷ khỏi đường phá phách. Thế nhưng chúng hiện ra, khẩn khoản xin anh làm phúc, hứa từ nay về sau sẽ không còn làm hại ai nữa. Còn cô gái được chàng học trò cứu mạng hôm nào, suốt thời gian cứ nhung nhớ và tương tư anh. Rồi một ngày chẳng ngờ đến, cô gái thấy anh từ xa trở về, nên lòng không khỏi vui mừng. Anh học trò hết sức lo lắng, bảo cô hãy tháo sợi dây chuyền ra kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe. Khi cô nàng chuẩn bị tháo ra như lời khuyên của anh học trò thì một anh trò nữa xuất hiện với hình dạng y hệt người kia. Thì ra, tụi quỷ vẫn chưa buông bỏ ý định chiếm lấy thân xác của cô gái, lợi dụng sự cả tin của nàng mà dụ cô tháo chiếc bùa trên người. May mà anh học trò kịp quay lại, và lần này chúng hết có cơ hội làm lại từ đầu. Cuối cùng là đúc người, một phương thức làm đẹp đập đi xây lại. Một người thợ đúc khuôn lớn tuổi, đang dòng trên vai đủ thứ đồ nghề linh tinh như khuôn, kéo, kìm. Làm công việc đã lâu, ông thành thạo lắm, cứ gánh hàng lên vai chuyển từ làng này sang làng khác. Hôm nọ đang đi, ông bỗng gặp một chàng trai trẻ tuổi, trên vai cũng khuân vác các nghề làm đồ khuôn. Chàng trai trông thấy ông thì đòi theo học nghề. Ông này nghĩ bụng, nghề đúc rong chỉ có một mình là đủ. Giờ có thêm một người phụ gánh thì cũng đỡ mệt đó, nhưng được có vài đồng tiền công, không lẽ lại phải chia, nên xua tay từ chối ngay. Nhưng khi biết ngón nghề đúc khuôn của anh chàng trai trẻ không hề bình thường, là đúc cho người già thành người trẻ, đúc người đẹp thành người xấu, người thợ đúc quyết định cho anh ta đi theo với mình. Hai thầy trò vừa đi vừa giao, bắt gặp một đôi vợ chồng già. Nghe đến đoạn người già thành người trẻ, cặp đôi nọ muốn liều thử một phen, bởi dẫu sao cũng gần đất xa trời, có mệnh hệ gì thì cũng chẳng lấy gì làm tiếc nuối. Đúng như nghĩa đen của câu đập đi xây lại, chàng trai đưa người chồng vào đúc trước, bắt lột hết quần áo rồi đập ngay vào đầu. Ông già ngã lăn ra chết. Ngay sau đó, anh đưa xác ông già bỏ vào nồi nung đã đun sôi trên bếp lửa, rồi cứ thế đảo cho đến khi cơ thể đó trở thành một dung dịch đặc quánh. Cuối cùng, chàng trai đổ vào khuôn thứ nước đen lòm kết hợp từ xương thịt của người đàn ông. Sự kỳ lạ vẫn chưa dừng lại ở đó. Anh ta vừa lẩm bẩm đọc chú, vừa lấy tay gõ gõ vào chiếc khuôn bên cạnh. Một làn khói bốc lên, mở ra thì ông già hôm nào bỗng hóa thành một thanh niên khôi ngô và cường tráng. Đôi vợ chồng sau khi đã hồi xuân thì vô cùng hạnh phúc, trả tiền công rất hậu hĩnh cho hai thầy trò. Tuy nhiên, người đàn ông này bắt đầu nảy lòng tham. Ông ta đã học lén ngón nghề của chàng trai, nên tội gì không chiếm lấy để một mình hưởng lợi. Nghĩ như vậy, vào đêm nọ, gã ra tay sát hại người đã giúp đỡ mình rồi chiếm hết đồ nghề. Bắt trước người học trò, hắn ta cam đoan sẽ giúp vợ một ông lớn trong làng trẻ lại như thiếu nữ 18. Gã thực hiện đầy đủ các bước như người học trò đã chỉ, khói bốc lên. Nhưng lần này, người trong khuôn không phải là thiếu nữ 18 tuổi, mà là một bộ xương người đã khô quắt từ lâu. Hóa ra, chàng học trò năm nào chính là ông tổ của nghề đúc, đã trừng trị gã thợ một bài học. Người ta nói từ đấy về sau, những người làm nghề đúc ai cũng sợ đức thánh này, không một ai dám gian trá khi hành nghề,
nhất là khi đã làm cùng với nhau thì không bao giờ lừa dối. Các câu chuyện cổ tích thường mang tính răn đe, do đó không ít những câu chuyện xuất hiện với các tình tiết hãi hùng và kỳ dị. Đâu là câu chuyện cổ tích Việt Nam ám ảnh nhất với bạn? Còn chuyện cổ tích Việt nào chứa các yếu tố đáng sợ hay không? Hãy bình luận ở phía dưới để chúng mình cùng biết nữa nhé.